Hey, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé Heo Cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Thì lâu lắm rồi, từ lúc mà em làm YouTube đến giờ em đọc được rất nhiều bình luận của cô chú anh chị là nói tại sao mà cha mẹ chồng cực khổ vậy đó, mà gia đình em thì ở nhà cao cửa rộng, còn cha mẹ chồng em thì ở như là cái chuồng heo. Rồi nói em không có cái tính cầu tiến này kia, nói là cũng như là lười biếng, có đứa con mà chăm sóc cũng không được, mà đi làm cũng không được. Người ta 5-7 đứa thì sao người ta đi làm được. Dạ thì sẵn đây thì em nói cho cô chú nghe là lúc trước á, là em có lúc mà con em mới 1 tuổi mấy á, là em có làm. Ba chồng em năn nỉ dữ lắm luôn, ba chồng mới cho em làm, ba chồng em không có cho em đi làm. Cái thứ nhất á, là chồng em nói là ba chồng em nói đi làm á, sợ như em gặp được người nào tốt hơn này kia á, sợ như là bỏ chồng em á rồi đi theo người ta. Ba chồng em sợ gì, ba chồng em nói á, làm như ai cũng nói thấy em tốt này kia đó, rồi ba chồng em sợ vậy không có cho em đi làm. Rồi cái thứ hai á là em đòi đi làm, nhưng mà ba chồng em tuyệt đối là không có muốn em đi làm, không có cho em đi làm luôn cô chú. Đợt đó ở gần nhà cái chị đó mới mở xưởng lên á, em năn nỉ dữ lắm luôn á, ba chồng em mới cho em làm, mà lúc đó chị đó mới làm lên á, chưa có ổn định á, cũng như là công việc chưa ổn định á, em lấy đồ về nhà làm á cô chú, thì cũng như là người ta ngồi máy, người ta đạp vô cũng như là cái dây như là bông á cô chú, lá không gì đó, cái ta đạp dính vô á, cái đầu dây dài thì là dài vậy nè, cái mình đem về nhà cái mình vuốt theo chiều á cô chú, là một dây như vậy là tới 11 bó, là người ta làm 12 cộng, người ta cột lên một cái, là em làm một cái đó là 400 đồng tiền chung, 400 đồng tiền chung tính Việt Nam mình có ngàn mấy cái à. Rồi nhầm bữa nhiều á thì em làm tới 100 mấy tệ, bên đây là 500 mấy tiền Việt Nam mình. Bữa nào ít á thì có vài chục vậy đó, tại vì không có chuẩn á cô chú, tại vì nhầm bữa nhiều nhầm bữa ít á. Cái em làm đâu gần 4 tháng đó, em lãnh được tính ra tiền Việt Nam mình đó nha. Tiền chung á thì 6.000 mấy tệ, còn tiền Việt Nam mình là 2 mấy triệu đó cô chú. Lúc đó em mừng dữ lắm, mừng luôn cô chú, thì gần ngày có mấy chục tệ hả. Nhưng mà em vui, được nhiêu là mừng nhiêu vậy đó. Thì cũng như là mình được làm có tiền của mình á, mừng lắm luôn. Nhưng mà làm được 3 tháng mấy các đầu chị đó, chị nghỉ làm luôn rồi, công ty chứ làm không được nữa. Rồi em mới kêu chồng với ba chồng em mới kiếm chỗ này chỗ kia, mà kiếm mấy chỗ khác thì làm nó rẻ không à. Một cái có 100 đồng bên đây à, tiền Việt Nam mình không có nhiêu hết trơn á. Cái ba chồng không có cho làm. Với ba chồng em nói thấy em cực á, rồi lớp thì nhà lo con cái đi học mấy quận gì đó, rồi nếu mà gửi con em á, gửi trường tư á, trường đi học nguyên ngày á, thì người ta lo ăn cơm á, thì con em ăn không có được. Về lần nào á cũng bị bệnh hết trơn, học mấy ngày là bệnh, đi nằm viện 4-5 ngày vậy đó cô chú. Cái ông nội chán quá, cái ông nội nói giờ là không có cho em đi làm gì hết trơn á, giữ con thôi. Nếu mà khi nào á, đợi khi nào mà con em mà lớn lên chút mà nó tự lập tự ăn á, thì lúc đó đó rồi ông nội rước đưa đó, rồi nó ăn cái gì cũng được hết trơn á, thì em đi làm. Chứ giờ là ông nội nói là tuyệt đối không cho em đi làm. Nhưng mà bên đây á, làm không phải như mấy cái nước khác mà dễ làm đâu cô chú, làm công việc cũng cực lắm chứ không phải mà dễ. Nhưng mà cái tính em không có tính lười biếng, không có tính ở nhà ngồi đợi người ta đem đồ ăn để cho ăn, tính em không có gì đâu. Em là muốn cái gì tự mình, hồi nhỏ lớn là em chưa bao giờ xin tiền cha mẹ em, toàn là em đi làm rồi em tự sinh sống rồi cho tiền mẹ hàng tháng. Ví dụ như em làm tháng nhiêu đưa mẹ hết, rồi mẹ cho em là một số nào đó rằng em xài ăn sáng này kia tới tháng đó cô chú. Chứ tính em không có ngồi nhà đợi, mà nhiều anh chỉ nói xem clip thấy em lười biếng, tối ngày là đợi xin tiền ba mẹ chồng, rồi là trời em biết nói làm sao luôn á, buồn quá à. Thì bữa nay thì em quay cái clip nhà em cho cô chú anh chị coi, thì có gì thiếu sót á mong cô chú anh chị thông cảm. Tại vì nói chung là em không có gành về công nghệ, cũng không có gành về cách ăn nói á. Em trong bụng em nghĩ sao em nói vậy à, nhiều khi em thẳng thắn quá, cái mít lòng rất là nhiều người, không có được lòng nhiều người á cô chú. Chứ nhiều khi em nói cái món đồ nào đó cái em sợ như cô chú anh chị không có quay qua, sợ cô chú anh chị không hiểu á, cái em hay có ngón tay em chỉ cái món đó vậy đó, cái cũng có nhiều cô chú không thích đó. Nhưng mà em không biết làm sao nữa, nhưng mà em mà có thiếu sót hay gì đó thì cô chú anh chị góp ý cho em, thì em cái nào đúng thì em sẽ sửa đổi. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, từ cái ngày mà làm YouTube đến giờ em học hỏi được nhiều điều lắm. Thì nhiều cái comment bình luận góp ý cho em chân thành nè, dạy em cách nói chuyện làm sao, rồi nói chuyện làm sao với lại làm này làm kia đó cô chú. Em cũng cảm ơn rất nhiều cô chú anh chị rất nhiều. Thì bây giờ cô chú anh chị đi theo em coi nhà em với nhà ông nội bà nội heo như sao nha.
Tại vì nhiều bình luận quá rồi tới giờ em mới làm clip lên á. Thật sự là em quay nhà thì cũng mấy ngày nay rồi, nhưng mà em chưa rảnh thời gian để em nói như cô chú anh chị em làm cái clip này nè. Bây giờ cô chú anh chị thấy em coi nhà em như sao rồi, ở nhà ông bà nội bé heo làm sao nha. Dạ còn cái vụ mà nhiều cô chú hiểu lầm em là cũng như là xúi con heo xin tiền á. Thật sự là heo em không có xúi heo xin tiền, chỉ là nhiều khi á, em nói chơi với heo á là em nói heo đòi mua cái đồ chơi này kia á. Tại vì em thấy ông bà nội cực khổ á, với lại cha nó cũng làm cực khổ, em không có muốn mua cái gì lãng phí á. Cái heo đòi mua đồ chơi thì em mới nói là mẹ hết tiền rồi đang cho heo đừng đòi nữa cô chú. Cái heo mới tự lấy điện thoại điện cho ông nội xin tiền, rồi em thấy cưng quá đó, rồi em mới quay clip để cho cô chú anh chị coi đang vui vậy thôi chứ em không có ý gì. Nhưng mà cũng có nhiều cô chú anh chị nói em xúi con xin tiền này kia đó, làm gì sau này bé không tốt này kia đó. Nhưng mà heo thì cái tánh nó như là nó vui vẻ nít mà nó không có vô tư, nó không nghĩ gì đó cô chú. Thì nó nghe em nói hết tiền tại vì nó đòi mua đồ chơi mà em la nó, cái nó không nghe, cái em mới nói không có tiền cho đừng đòi á. Cái nó mới nói điện xin ông nội, tại vì ông bà nội hay hay cho tiền heo, với lại á heo mà đòi gì là ông bà nội mua hết trơn hả cô chú. Bởi vì heo nó hay vậy đó chứ không phải là em xúi, chứ là không phải là con em có tính vậy. Thật sự là quay clip nhiều khi nó không chịu hợp tác á, với lại á quay clip cái nó thấy mình quay á cái đầu nó kiếm chuyện này kia á. Thật sự heo ngoài nó ngoan lắm cô chú. Bữa thì em có đọc được nhiều bình luận của cô chú anh chị á, kêu em là quay một vòng nhà thử coi ra làm sao. Nhà em thì nói chung là không có cái gì đắt giá đáng tiền hết trơn. Nói chung là ở làm sao có sao rồi em quen vậy. Mong cô chú anh chị có gì sơ sót thì thông cảm cho em nha. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị đi tham quan nhà em nha. Đây thì nhà này là phòng này là phòng khách. Phòng khách của em thì có gì đó đó. Con heo tối ngày nó quậy, nó giết đầy chân, chỗ nào nó cũng quậy chân, đánh nó hoài mà nó cũng vậy đó. Còn mấy cái này nè thì em dán á cô chú anh chị, cái này là em dán đó cả nhà, cái nó cũng dán đó. Còn cái này thì mua về tranh về tự gắn á, thì cái này thì ai cũng có rồi. Còn cái tấm hình cổng á thì bỏ không treo lên, cái nó bị gớt xuống á, nó bể cái viền rồi chỉ còn vậy đó. Thì nhà em phòng khách thì vậy đó. Cái tivi này thì hồi lúc mua tới giờ cái nó bị bà không còn heo lấy nguyên cái chai xịt kiến á, nó xịt vô á cả nhà, rồi cái nó bị hư rồi không có coi được nữa, 60 inch hay gì đó. Rồi cái em chùm lại không gì đó. Thì đây phòng khách em đang gì đó. Còn mấy cái này là bông hoa làm như là dán á, mua về là tự dán á cả nhà. Cái này thì hình cưới qua đây làm, thì nhà trước em thì có vậy thôi, nó đơn giản gì đó, không có gì khác nữa. Còn cái này thì đi qua phòng ngủ của em. Phòng ngủ bên đây hồi trước á, trời nóng nực có thì ngủ bên đây. Đây bên đây là phòng chuồng heo, đây là bãi chiến trường. Còn cái này là xe của con heo, mà xe này mua về tới giờ chạy không có bao nhiêu hết trơn á. Còn cái này là cái cầu chuột em mua về đặng em chơi, chứ tối ngày không đi đâu hết trơn á cả nhà. Mua ở nhà cho em nó chơi đặng cho nó năng động á. Đó thì nhà em thì có nhiêu đó, nó bị gớt cái miếng nó xuống rồi. Còn cái chỗ này thì em đang dự định treo cái này lên nè, mà em đóng xong mà em chưa có thời gian để treo nữa đó. Đó rồi vậy đó. Này là phòng ngủ của em bên đây, trời nực thì ngủ bên đây, tại vì bên đây nó không có ánh nắng trời vô á, bởi vì em mới ngủ ở phòng bên kia. Bên phòng mà em thường quay là bên phòng bên kia là phòng khách á, phòng khách để ngủ á. Đây này là ngủ ở đây này. Bên đây do ở ngoài á, ba chồng em đóng cái gì ta, đóng ở trên nóc nhà là đừng cho mưa á, đặng ba chồng em hay dựa bắp ở đây á, tới mùa bắp á, bắp ba chồng em trồng nhiều lắm. Rồi đó, nhà trong phòng ngủ của em bên đây là chỉ có nhiêu vậy đó. Rồi để em dẫn cả nhà đi qua phòng mà phòng khách mà cái phòng mà em hay quay á cho cả nhà coi nha. Cái cửa này hư hồi lúc giờ cả năm trời kêu chồng em sửa hoài mà chưa có sửa được nữa nè. Thì phòng ngủ bên đây thì như vậy đây. Còn mấy cái miếng này thì toàn là em mua em dán không đó, chứ không có thiệt. Đó, cái này là cái tủ đồ của con heo, không có chỗ để á, cho nên em để trên đây, không có tủ đồ của con heo á. Còn cái này là của ẻm này, như là tóc tai cột nơ này kia rồi đó. Đó, thì có vậy thôi. Còn bên đây là bánh trái của con heo để sẵn mũi này kia, cái ngách ít gì đó. Coi ẻm thèm ăn gì thì ẻm lấy. Đây, nhà em ăn gì đây, không có gì hết. Còn cái này thì bà hổm mua gì dán hồi Tết, mua gì dán á. Cái hình em bé gái này con heo nó nói là nó đó. Còn cái hình em bé trai đã nói của anh hai đó đó, cưa cưa nữa đó.
thì để em dẫn cả nhà đi ra coi nhà bếp của em nha. Nói nhà bếp của em này bừa bộn ghê chưa, này là thùng gạo đó, còn này là tủ chén đó, tủ chén ha. Không có nhiêu tiền hết trơn, thấy ghê vậy đó. Thông cảm. Đây thì gian bếp của em đó, gian bếp của em, còn cái này là dép giày hàng ngày đi ra đi vô mang á, rồi em để gì đó, rồi tủ lạnh nè, đơn giản gì đó, không có gì chưa. Này là toàn là lúc em qua là mua mới không đó, xài cũng 4-5 năm rồi, gần 5 năm rồi. Cái này thì em dán, cái màu mua cái màu xanh là thấy ghê thì rồi cái em mới dán lại đó, em mua về em dán đó, bên đây dễ lắm. Đây thì cái này để mới mua thêm bằng đựng sữa này kia, chứ nhà nhỏ quá không có đồ để được cái này kia, không thấy thấy nó bừa bộn quá, rồi em mua để cho nó gọn. Còn cái này là trong đây là nhà tắm, đây là ốp chén nè, còn nhà tắm nè, vậy đó. Đây đang giặt đồ, đang giặt đồ. Đây thì là thùng chứa nước, là nhưng mà cúp nước hay gì đó thì xài. Để em dẫn cả nhà đi qua bên nhà mẹ chồng em nha. Mẹ chồng em kế đây, mẹ chồng em về á, rồi mẹ chồng em ở, bởi vì không có làm gì nhiều, nói chung là hồi em kể cho cả nhà nghe đó. Thì ông bên ngoài thì nói gì nè, bên ngoài nói gì đó. Còn cái này là ba mẹ chồng em, ba mẹ chồng em về, ba mẹ chồng em ở đây nè, nhưng mà ít có về lắm. Để em dẫn cả nhà đi qua coi nha. Còn cái này là xe này là của chồng em để tới trời nực á, lần chạy chứ lái xe đi mà tốn xăng tốn tiền dữ lắm luôn. Còn xe của con heo, xe của em đó. Còn bên đây là cái xăng nè, cả nhà coi cái xăng rộng cái này nè, cái đó là cái máy giặt đó, bữa hổm em giặt nó bị hư rồi, qua đây xài 4 năm mấy nó bị hư rồi đó, rồi để ngoài đó đó, bán anh không có mua nó. Bên đó là nhà kho, để hồi em dẫn cả nhà qua đây, vô nhà ba mẹ chồng em nha. Này cái này thì ba mẹ chồng không có ở, ít có ở lắm, để đây tết mới về, chứ không có ở đây thường, bởi vì nhà nhỏ đơn sơ vậy đó. Nó tủ này ngày xưa, ngày xưa nè em đòi dọn dẹp mà dọn dẹp được gì mẹ chồng em cứ về cứ này kia hoài đó, rồi không ở á. Cái chồng em là cái này nè, rửa xe rồi cái máy hút bụi gì đó, rồi làm để như chuồng heo gì đó. Nó giường có ba mẹ chồng em đó, còn ở đó là mền gối đó, cái em chùm lại cho sạch sẽ, nào về thì mình lo ra giặt. Còn cái này mấy cái đồ để giày rồi nè, cái nó bị hư á, cái em đòi bỏ, cái ba chồng em không có cho, ba chồng để nó biết làm gì nữa. Còn bàn nè, còn mấy cái bao lúa này thì xài không hết á, ba chồng em đem vô để trong đây, để ngoài sợ nó hư á, rồi làm vậy gì đó, cái nhỏ xíu gì đó cả nhà. Cái này là hồi đó là nó dính cái gạch này sao mà nó dơ vậy đó, là không có lên được, nó thâm luôn á cả nhà. Cả nhà nhìn nè, nó thâm cứ ngắt ở dưới luôn á, chứ không phải mà em không lao, ngày nào em lao nhà bên nhà em gọi muốn đem lao hết trơn á. Xong rồi, để em dẫn cả nhà đi qua coi cái nhà kho nha. Đây nhà kho, đây nhà kho bên đây thì chứa ba cái đồ phế liệu, chưa hồi tết đi, hồi trước tết giờ chưa có bán á, nó nguyên một đống gì đó, một đống thì ghê chưa, bán đang đóng gì chứ không bán không có nhiều tiền chưa. Còn cái này là chồng em máy móc sửa dụng cụ này kia rồi đó, nó chồng để gì đó đó. Bên đây thì tủ đồ của ba mẹ chồng em bỏ không cho, cứ để này kia không có xài mà cứ để gì hoài đó, để đầy cho gì đó. Nói chung là nhà kho thì gì đó. Để em dẫn cả nhà đi qua coi hai con chó em nuôi nha. Trời ơi, nó ở dơ, để lọn xả hết trơn, em thả ra ngoài thì nó để lọn xả hết trơn, để ở đây nó cũng bị lọn xả coi nè. Chứ cửa mà cái này nè, bởi vì em nhốt qua đây nè. Nó hai con chó của em đó, đó nó ỉa cỡ này nè. À, hai ngày là em dẹp dọn lần mà cái đó đó. Con trắng nè, con trắng nó ham ăn lắm. Nó ăn bởi vì nó chạm với con đen ấm nhơm. Đó, cả nhà. Nào, thấy ghê chưa? Bên đây là cái toilet, đây là cái toilet. Đây là nó nuôi hai con chó để vài bữa nó trời nực á, hết lạnh á, em đem nó xuống ruộng cho ba mẹ chồng em giữ ruộng này kia. Đó. Đây toilet, toilet thì chỉ có gì đó. Rồi mình đi thôi. Cái xăng thì rộng mênh mông gì đó. Cái nhà thì làm hơi bị hẹp. Nhà bánh hơi bị hẹp. Cái xăng thì rộng mênh mông. Còn để em dặn cả nhà coi cái cổng nha. Để em bữa có nhiều bình luận của anh chị với cô chú hỏi em là sao mà nhìn ngoài đường ít người quá. Thì đây, đây cái cổng nha. Cái cổng này nó bít mù vậy đó, đâu có thấy được ai đi qua đi lại như bên Việt Nam mình đâu, cổng gạo đâu. Rồi á, nếu mà người ta mà mở được cái cổng này á, là người ta vô nhà là gom hết đồ trong nhà đi đó. Tại vì trong nhà mình á, trong nhà mình toàn là kiến lùa không à. Nói chung là ta vô được cái cổng là người ta lấy đồ được đó. Nhìn cả nhà coi, nhà nào cũng có cái thang bắt lên vậy đó.
Tao đi qua lại dễ dàng lắm, nhưng mà bên đây người ta không có ăn cắp đồ. Ở đâu cũng có camera hết trơn á. Đây em mở cửa ra cho cả nhà coi ngoài sân. Ngoài sân á thì em cũng quay nhiều rồi, thì em mở ra cho coi thôi. Coi coi đó, giờ mấy ngày nay mưa cái đầu nó dơ cái này nè. Mấy ngày nay mưa cái nó dơ cái này đó. Đây là kế bên nhà em, bên đây là siêu thị, kế bên luôn, siêu thị bên đây. Bên đây nhiều ngã lắm. Ngã ba, ngã tư gì à. Ngã nào á cũng chạy về nhà mình được hết trơn á. Đó thì nhà em có nhiêu đó. Em quay cho cả nhà coi được đó, không có gì chứ không có gì quý giá. Em trồng cây bông, trồng biết nhiêu luôn rồi đó, mà trồng mà nó chết trời lạnh nó chịu không nổi, đem vô nhà nó cũng chết nữa. Không biết làm sao luôn. Còn cái này đóng gác em dọn dẹp hồi sáng bên chỗ hai con chó đó, nó lôi xuống ba cái quần áo mà không xài mình để bên đó mình đóng rồi đó, mà nó lôi xuống cỡ đó đó. Rồi em dọn dẹp để sẵn lại hồi nữa cho chồng em về, chồng em đem đi đổ xa lắm, em đẩy đi không nổi. Xong rồi đó thì nhà em mình có nhiêu đó, cô chú coi có gì thông cảm. Em đi ra đi vô là phải đổi đôi dép chứ đi ra ngoài đó là nó dơ lắm. Đổi vô kem đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem bé ba về, gặp lại ở video sau.